Con xin kẻ mắt thương xem chúng con đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng và gồm phúc là ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Con chấp tôi nào ai dối được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Francisco Teresa Damini hai Maria và các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Francisco, Teresa, Damien và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Bay hãy xin thì bay sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng tưởng đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy và xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho lên. Amen. Lạy các thánh tử giáo Việt Nam, là con thao của cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin họp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh tử đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa qua đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh
bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu trong nghi lễ sau đây: hồn Lucia Lê Thị Lãnh dỗ mãn tang do các con và các cháu xin, hồn Đa Minh Đỗ Quang Minh lễ dỗ, linh hồn các thai nhi, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Hiền do gia đình và phong trào của Silo xin, hồn Francisco Hoàng Thanh Hải, hồn Teresa Nguyễn Thị Kích mới qua đời ở Sydney, hồn Maria Đặng Thị Kính hôm nay là dỗ 8 năm do các con các cháu trong đại gia đình xin, hồn Đa Minh Nguyễn Vũ Hoạt, Maria Nguyễn Thị Lạc. Và chúng ta cũng nhớ đến tất cả những linh hồn, xin chúng ta cầu nguyện cho thường xuyên chiếu trên bảng. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay là lễ kính Thánh Ignacio Loyola, là ông tổ của dòng tên, dòng gọi là dòng Chúa Giêsu. Nhưng mà tại vì người Việt chúng ta tránh gọi tên, do đó mà chúng ta gọi là dòng tên. Thì Ngài sinh ra ở tại nước Tây Ban Nha, ở phía Bắc của nước Tây Ban Nha. Và sau đó thì Ngài, sau khi đi lính thì bị thương rồi, ai đi hành hương với cha tước thì Ngài có dắt tới cái lâu đài Loyola đó. Thì ở trong đó, tôi cũng được dâng lễ ở cái chỗ trong cái lâu đài đó. Mà nơi mà cái nhà nguyện mà bây giờ họ giữ lại, cái chỗ đó nó có cái ghế mà Thánh Ignacio nằm trên đó khi sau khi bị thương rất là nặng, thập tử nhất sinh, bị thương và nằm đó rất là lâu. Và trong cái thời chính, trong cái thời gian đó thì Ngài đọc phúc âm và Ngài cái câu mà làm cho Ngài thay đổi đó là được lời lãi cả vào thế gian mà mất phần linh hồn thì được ích gì. Ngài tìm danh vọng, tìm tất cả mọi thạc thú, nhưng mà sau khi bị thương
Thì nhờ cái thời gian mà nằm dưỡng thương như vậy, cuộc đời Ngài đã được Chúa biến đổi. Và sau này Ngài qua Paris học thần học, và từ Paris Ngài thành lập Society of Jesus, gọi là Jesuit, là hội, hiệp hội các anh em của Chúa Giêsu. Và quan trọng là về sau Ngài qua Roma, và chính từ Roma mà Ngài phát triển dòng và phát triển việc truyền giáo trong giáo hội. Và Ngài cũng chết ở tại Roma. Một con người rất là nhỏ, khi mà tôi hành hương Roma, cho tước có dắt cho vào trong cái phòng mà nơi mà Ngài sống thời gian Ngài ở Roma đó. Căn phòng rất là nhỏ, và trong đó vẫn còn giữ các đồ lễ của Ngài. Và cái áo lễ của Ngài, người ta đặt ở trên cái ấy, thì cái cỡ của Ngài cỡ này thôi. Mà con người nhỏ con như vậy, nhưng mà có một trái tim vĩ đại. Và cái viễn kiến của Ngài cho giáo hội cho đến bây giờ vẫn còn rất là thực tế. Và chúng ta thấy là dòng tên cũng thay đổi rất là nhiều cho trong giáo hội chúng ta. Huấn luyện rất là nhiều người, rất là nhiệt thành, phục vụ giáo hội, mở mang nước Chúa. Nên trong thánh lễ hôm nay, để chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu thánh lễ kính Thánh Ignacio, chúng ta xin Chúa cũng biến đổi chúng ta, để thánh hóa chúng ta, để chúng ta có thể trở nên dụng cụ trong tay của Ngài. Muốn được như vậy, chúng ta hãy thành thầm thống hối và hoán cải. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội một chiến sĩ can trường là Thánh Ignacio để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của Thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đang hằng sống và hiển trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Jeremia. Khi Joachim, con của Josiah, vua nước Juda mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: Đây Chúa phán, ngươi hãy đứng giữa tiền đình đền thờ Chúa và bảo mọi thành phố nước Juda đến thờ lại trong đền thờ Chúa. Hãy nói cho họ biết tất cả những lời ta truyền cho ngươi nói với họ. Ngươi chớ bớt một lời,
May ra ai nấy nghe mà trở lại và bỏ đàng tội lỗi của mình, mong ta hối tiếc tai họa ta định giáng xuống cho họ vì sự gian ác họ ưa thích. Và ngươi hãy bảo họ rằng: đây Chúa phán, nếu các ngươi không nghe ta để bước đi trong lề luật ta đã ban cho các ngươi, để nghe lời các tiên tri tôi tớ ta mà ban đêm ta trỗi dậy và điều động sai đến các ngươi, và các ngươi không nghe, thì ta sẽ để đền thờ này như Silo, sẽ khiến thành này bị hết thảy các dân trên địa cầu nguyền rủa. Các tư tế, các tiên tri, toàn dân đều nghe Giê-rê-mi-a nói những lời ấy trong đền thờ Chúa. Khi Giê-rê-mi-a nói hết những lời Chúa truyền cho ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri và toàn dân bắt ông và nói rằng: ngươi phải chết. Tại sao ngươi nhân danh Thiên Chúa mà nói tiên tri rằng đền thờ này sẽ như Silo, thành này sẽ hoang vu không ai cư ngụ ư? Và toàn dân tập họp phản đối Giê-rê-mi-a trong đền thờ Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin mọi người đọc câu đáp. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lương ca đức từ bi. Những kẻ thù ghét con vô cớ, chúng nhiều hơn số tóc trên đầu con. Chúng thực là manh thế hơn con. Những con người phan hại con trái lẽ, điều mà con không lấy, con cũng phải đền ư. Lạy Chúa, xin nhận lời con theo lương ca đức từ bi. Sợ gì vì Chúa mà con chịu nhục và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con? Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoài lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn môi. Điều tôi nhục người ta nhục mà Chúa đổ trên mình con. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lương ca đức từ bi. Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyên cầu lên Chúa con. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lương ca đức từ bi, theo ơn phụ trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lương ca đức từ bi. Kính mời cộng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
có một cuốn sách với tựa đề là Ngỡ ngàng trước tương lai. Tác giả nói về những thay đổi chóng mặt trong cái thời đại của chúng ta. Thay đổi đó thực sự nó là những thay đổi ở bên ngoài thôi. Còn đa số chúng ta vẫn cứ vẫn giữ cái nếp cũ của chúng ta. Chúng ta vẫn có những cái thành kiến mà chúng ta không thay đổi được. Cái đó cũng là cái thực trạng ở trong bài phúc âm hôm nay. Suốt 30 năm, Chúa sống âm thầm ở Nazareth với Thánh Giuse và được mẹ. Và khi Chúa lớn lên thì Chúa cũng được giáo dục về Kinh Thánh, tất cả mọi thứ như tất cả những trẻ em khác. Rồi sau đó thì học nghề của cha nuôi là Thánh Giuse và đã sống bằng nghề đó, nghề thợ mộc. Thực sự không phải là nghề thợ mộc là nghề như chúng ta vẫn có quan niệm trong cái hình vẽ là cưa rồi đục rồi. Có những câu chuyện chẳng hạn như là truyền thuyết là Thánh Giuse lỡ cưa một cái khúc gỗ nó bị hụt đi thì Chúa Giêsu cầm kéo rồi nó dài ra lại. Chẳng hạn những chuyện đó. Nhưng mà cái nghề thợ mộc cái thời của Chúa Giêsu cũng giống như những người thợ ở trong ở Việt Nam chúng ta. Tôi nhớ cái thời mà hồi đó nhà tôi xây nhà, ba tôi thuê thợ về. Họ, những người thợ đó, họ vừa là người thợ xây, thợ nề, vừa là thợ mộc, làm những cái khung gỗ, làm khung cửa, làm các cánh cửa. Chúa Giêsu, cái nghề thợ mộc là cái nghề như vậy. Có thể làm tất cả mọi thứ như xây nhà, xây cửa hay là làm những cái ách cho lừa, cho bò để cày. Như thế Chúa Giêsu rất khéo tay. Những người thợ là những người rất là khéo tay. Có lẽ vậy mà sau này Chúa Giêsu khi mà tiếp xúc với người khác, khi ứng xử với người khác, Chúa Giêsu rất khéo léo nên rất là nhiều người thương mến, ngoại trừ những nhà lãnh đạo Do Thái. Họ vẫn có thành kiến nên họ không chấp nhận Chúa. Dù họ nhìn thấy những phép lạ Chúa làm. Thì cũng vậy, khi Chúa Giêsu trở về quê quán của Ngài, sau một thời gian ngắn thôi, trước đó thì Ngài không có biểu hiện một cái gì nó lạ cả. Nhưng mà sau khi Ngài ăn chay, trước khi Ngài bước vào cuộc sống công khai, thì Ngài đã đi vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện. Rồi sau đó thì Ngài xuất hiện và xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài. Và khi Ngài làm phép rửa xong thì lúc đó là chính thức. Nên chúng ta thấy năm sự sáng bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Đó là chính thức Ngài bắt đầu cuộc đời công khai trong 3 năm. Sau đó thì Ngài trở về quê quán, Ngài giảng dạy chỗ này chỗ kia, Ngài trở về quê quán. Ngài rất là nổi tiếng rồi nhưng trở về quê quán. Thì Ngài giảng dạy trong hội đường. Tại vì họ cũng nghe là Ngài giảng rất hay, do đó mà Ngài về, Ngài giảng tại quê nhà. Và tất cả ngạc nhiên. Và nhiều người anh em tin lành thì dựa vào cái đoạn phúc âm này của Thánh Matthew mà nói là Đức Mẹ chỉ có đồng trinh khi sinh Chúa Giêsu thôi. Nhưng sau này không còn đồng trinh nữa vì có rất nhiều anh em. Jacobe, Giuse, Simon, Judah. Rồi chị em
ông, có nghĩa là chắc phải cả tá. Giê-xu có cả tá em. Nếu mà Chúa Giê-xu là con cả. Nhưng mà chúng ta biết là người Do Thái người ta dùng chữ anh em, chị em giống hệt người Việt chúng ta, là những người anh chị em họ hàng với nhau, chúng ta vẫn coi nhau cousin, vẫn là anh chị em với nhau. Thì Thánh Matthew viết theo trong cái mạch văn là như vậy. Chứ không phải là Chúa Giêsu sau khi sinh Chúa Giêsu xong thì Đức Mẹ với Thánh Giuse còn sinh một mớ các con trai con gái nữa, không phải như vậy. Cái thành kiến của người đồng hương của Chúa không thay đổi được. Dù người ta ngạc nhiên, người ta tự hỏi là bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy. Tức là khi mà làm phép lạ có nghĩa là Thiên Chúa ở với cái anh Giê-xu này. Và một tiên tri. Nhưng mà họ không chấp nhận. Tại vì nguồn gốc của Chúa Giê-xu không phải là một thầy dạy. Không phải là kinh sư, không phải là người Pharisee, mà chỉ là một người thợ tầm thường thôi. Điều đấy nói lên một cái điều rất là quan trọng, là đôi khi chúng ta giữ đạo theo thói quen thôi, giữ đạo theo thành kiến, chúng ta không chịu thay đổi. Không phải là chỉ chúng thời chúng ta ngày nay thôi, mà ngay thời của Thánh Ignatio cũng vậy, khi Ngài lập nên dòng tên cũng vậy, có rất là nhiều cái sáng kiến rất là hay, do đó mà bị các dòng khác cho là lạc giáo. Về sau là phải giải tán dòng, vẫn vâng lời. Hay là chúng ta thấy là bà Thánh Mary Magdalene cũng vậy. Cũng khi mà lập dòng xong là bị Đức Giám Mục với là mấy các mục khác nói thì là không có xúc đó, không phải. Do đó mà mới cấm không cho hoạt động nữa, giải tán dòng. Nên do đó mà chúng ta khó chấp nhận những người mà có vẻ khác chúng ta. Và cũng vì mà chúng ta cứ có thành kiến, chúng ta khó thay đổi như vậy, nên nhiều khi chúng ta được mời gọi để thay đổi, để bước vào một cuộc hành trình mới trong đời sống đức tin của chúng ta, thì chúng ta không bước lên được. Chúng ta cứ lùi lại, chúng ta cứ giữ ì như vậy. Thánh Ignatio có phương pháp linh thao để giúp cho cái sự thay đổi đó. Nên những ai mà làm phương pháp linh thao của Thánh Ignatio thì cũng giúp rất là nhiều để chúng ta gọt bỏ đi những cái thói quen, giữ đạo theo thói quen. Những thành kiến chúng ta đã có sẵn trong đầu. Chúng ta dám mở lòng ra để Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta biến đổi, thay đổi. Xin Thánh Ignatio cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta cũng biết chiến đấu can trường như Ngài. Ngài là một chiến sĩ ở trên trận mạc, can trường, thà chết, không có chịu lui. Khi Ngài trở lại, Ngài trở thành người chiến sĩ cho Chúa Kitô cũng vậy. Không có gì làm Ngài chùn bước. Chính vì vậy mà những thành quả mà Ngài tạo ra được nối tiếp cho đến bây giờ.
Chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Francisco hiện tại, Ngài cũng thuộc dòng tên. Và Ngài cũng có cái đường hướng giống như là Thánh Tổ phụ của mình, là muốn bứt phá những cái lề lối giữ đạo, những cái lề lối điều hành giáo hội ở trong giáo triều Roma. Ngài thay đổi hoàn toàn, nên cũng bị chống đối rất là nhiều. Cả những cái hồng y trong giáo triều cũng chống đối Ngài. Nên con người ta khó thay đổi lắm. Do đó mà chúng ta phải can trường dữ lắm, chống lại chính mình, để chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bảy cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính Thánh Ignacio, và xin cho chúng con được thánh hóa trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành, cũng là nguồn mọi sự thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con
mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Timothy, Đức giám mục phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, những linh hồn mới qua đời, những linh hồn có lễ dỗ hôm nay và tất cả những linh hồn chúng con cầu nguyện cho thường xuyên đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Ngài, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Thánh Ignacio, chúng con vừa dâng tiến lễ để ngợi khen cảm tạ Chúa. Ước chi nhờ thánh lễ này chúng con được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời muôn thuở. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Hôm nay gia đình có tổ chức ăn dỗ không vậy? Lễ dỗ chứ không có ăn dỗ. Năm nay Covid nên nghỉ ăn dỗ luôn. Mai mới ăn hả? À. Thì cũng có ăn chứ, phải không? Sounds awesome.